Ở đây có bán các loại kéo rồi kìm này. Các bạn có thể thấy bán kìm dụng cụ, các dụng cụ để làm vườn. Đó, cái này mình không biết để làm gì. Đó, kéo này. Đó, rồi có cả xẻng nhỏ để đào này. Các vật dụng dụng cụ là để, nói chung là để trồng cây cảnh rồi làm vườn ở nhà, nói chung là làm trang trí vườn nhà cho đẹp thôi. Nói rằng có liềm, rồi có chậu tưới nước này, rồi có bình xịt nữa này, rất là đầy đủ.